mấy tuần thì chúng ta cũng được nghe biết về câu chuyện của người bãi nằm bên hồ Bethesda. Bây giờ chúng ta suy nghĩ một khía cạnh khác của câu chuyện mà chúng ta sẽ nghe đọc trên lại rồi chúng ta có dịp suy nghĩ. Ở trong gian đoạn 5, và chúng ta có thể xem câu 1 cho tới câu 18, Kinh Thánh gian đoạn 5. Sau đó, vào một ngày lễ của dân Do Thái, Đức Chúa Giê-xu đi lên thành Giê-ru-sa-lem. Tại Giê-ru-sa-lem gần cửa chiên, có một hồ nước tiếng Hebrew gọi là Bethesda. Hồ có 5 vòm cửa, rất nhiều người đau ốm, mù lòa, què quặt, bại liệt nằm tại đó. Có một người mắc bệnh đã 38 năm. Đức Chúa Giê-xu thấy người này nằm đó và biết bị bệnh đã lâu, thì Chúa hỏi: "Ngươi có muốn được lành không?" Người bệnh trả lời: "Thưa ông, không có ai giúp nên tôi xuống hồ, ném tôi xuống hồ lúc nước động. Khi tôi đến thì người khác đã xuống trước rồi." Đức Giê-xu bảo: "Hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi." Người ấy liền được lành bệnh, vác giường và đi. Hôm ấy là ngày Sa-bát. Những người Do Thái nói với người được chữa lành: "Hôm nay là ngày Sa-bát, sao anh không được phép vác giường đi?" Nhưng anh ta đáp: "Người đã chữa lành cho tôi bảo tôi hãy vác giường ngươi và đi." Họ hỏi: "Ai là người bảo anh hãy vác giường và đi?" Nhưng người được chữa lành không biết là ai, vì Đức Chúa Giê-xu đã lẫn vào đám đông tại đó. Sau đó Đức Chúa Giê-xu gặp người này trong đền thờ và nói với anh ta: "Này, ngươi đã được lành rồi, đừng có phạm tội nữa, e có điều càng tệ hại hơn xảy đến cho ngươi chăng?" Người này đi nói với người Do Thái rằng Đức Chúa Giê-xu là người đã chữa bệnh cho mình. Do đó người Do Thái bắt bớ Đức Chúa Giê-xu vì Ngài làm những việc này trong ngày Sa-bát. Nhưng Ngài phán với họ: "Cha ta vẫn đang làm việc cho đến bây giờ, và ta cũng làm việc như vậy." Vì thế người Do Thái càng tìm cách giết Ngài, vì Ngài không chỉ phá luật ngày Sa-bát mà còn gọi Đức Chúa Trời là Cha, tự ý cho mình bình đẳng với Đức Chúa Trời. Đó là lời Chúa cho biết có câu chuyện Chúa chữa lành cho một người bại bên bờ hồ Bethesda, mà bảo người đó vác cái nệm của mình nằm bên bờ hồ đó mà đi, về đi. Thì người đó vác đi về, và những người Giu-đa mới cấm người đó, la người đó: "Tại sao người vác cái nệm, vác giường của mình đi trong ngày Sa-bát, là cấm làm việc đó mà?" Thì người đó không biết là ai, nhưng mà sau đó thì Chúa Giê-xu bảo người đó hãy, bây giờ được lành rồi thì hãy đừng có phạm tội nữa, kéo không thì bệnh trở lại và nguy hiểm hơn nữa. Và người đó nói với những người Giu-đa, những người Giu-đa đó gồm cả thầy tế lễ Pharisee và những người theo Do Thái giáo đến dự lễ tại Giê-ru-sa-lem nữa.
Và người đó nói với những người Giu-đa đó rằng Chúa Giê-xu đó. Thì họ tìm cách bắt bớ Chúa Giê-xu và sau đó thì lại tìm cách giết Chúa Giê-xu nữa. Thì có hai điều mà chúng ta cần suy nghĩ tới. Điều thứ nhất là người Giu-đa hay là các thầy tế lễ, các thầy tôn giáo, người Pha-ri-si chú trọng đến giáo luật, tức là luật lệ của cái tôn giáo Do Thái giáo của họ. Và Do Thái giáo là phần cựu ước mà trong kinh cựu ước chúng ta có đó. Thì họ giữ luật để làm theo cái lời Chúa dạy, và giữ luật rất là nghiêm minh. Cho nên ai trong dân Do Thái phạm luật thì cũng bị sửa trị, bị cấm. Thì tại đây có một người bệnh bại được Chúa chữa lành trong ngày Sa-bát và phát cái nệm của mình đi trong ngày Sa-bát là chuyện phản luật, trái với luật của họ. Trong ngày Sa-bát thì bảo là cái ngày nghỉ, và họ diễn dịch cái ngày nghỉ không được làm việc tới từng chi tiết. Chi tiết có thể là ngày Sa-bát là cái ngày nghỉ, cho nên không được đi quá một dặm. Đi dưới một dặm thì được, mà đi trên dặm là phạm cái luật làm việc trong ngày Sa-bát, không được. Hoặc là có ai tới mà ăn xin, xin mình á, thì cũng làm được việc nghĩa, nhưng mà không được hành động làm những việc mà phạm cái luật làm việc trong ngày Sa-bát. Là họ xin á, thì mình ngửa tay ra, mình bỏ đồ ăn hay là cái thứ tiền bạc chi trong tay mình, mình ngửa ra đưa cho họ thế này á, thì mình không phạm. Nhưng mà mình bốc mình bỏ xuống cho người ta, mình lấy tiền mình bỏ cho người ta, tức là mình phạm cái luật Sa-bát làm việc. Bỏ xuống thì làm việc, còn để thế này người ta lấy thì người ta phạm cái chuyện người ta, nhưng mà mình không có được phạm. Đấy. Thì họ tỏ ra rất là chi li trong cái tuân giữ, việc tuân giữ luật lệ của Do Thái giáo, mà luật lệ đây là ngày Sa-bát. Vì thế có một điều chúng ta thấy là họ chú trọng tới cái nghi lễ, luật lệ của giáo hội, của tôn giáo. Mà luật lệ đó biến họ trở thành nô lệ, không có được tự do. Mà luật lệ trở thành cái chính, theo tôn giáo hay là theo Chúa của họ là giữ luật lệ, làm theo luật lệ, dù có lòng hay không lòng hay là sao không biết, nhưng mà miễn là tuân giữ, bề ngoài tuân giữ theo luật lệ là được rồi. Và họ hiểu cái luật lệ Chúa ban cho họ đó là để họ làm cái thi hành hay là làm cái việc tôn giáo cho nó đúng lẽ thế thôi. Và nếu phạm vào thì họ sợ sẽ mất lòng Chúa, cho nên họ giữ rất là nghiêm minh. Thì đời sống của họ là để giữ luật, mà rồi giữ luật trở thành cái công đức của người ta. Người ta muốn được Chúa đẹp lòng là phải giữ luật, cho nên nó trở thành mục tiêu
của đời sống của họ là giữ luật, luật của Chúa ban cho. Thì nó trở thành hình thức và đạo hạnh, rồi trở thành cái gánh nặng làm khổ cho. Phải giữ hết luật này tới luật khác. Bao nhiêu luật họ viết ra, cuốn Mishnah, rồi bộ Talmud, rồi Mishnah, rồi sách kế tiếp để giải luật về dân Do Thái phải tuân theo để làm vừa lòng Đức Chúa Trời. Vì thế khi họ chú trọng tới cái luật, thì trong cái phép lạ Chúa ban cho cái người này được lành bệnh sau 38 năm trời đau khổ, thì họ không để ý tới cái chuyện chữa lành, người này được lành và mừng cho cái người được lành, mà họ lại bắt lỗi cái người đó vì cớ phạm lỗi vác nệm của mình đi trong ngày Sa-bát. Thì nó làm cho họ méo mó đi cái cuộc sống, cứ luật thôi, nghĩa là được thôi, còn anh sống chết gì kệ anh. Đáng lẽ thấy người ta được lành bệnh mừng cho người ta thì lại không mừng, mà bắt lỗi người ta vác nệm mà đi trong ngày Sa-bát. Cho nên luật lệ nó thể thành quan trọng, còn sự sống không có được chú ý tới. Và đó là cái lệch lạc của con người mãi cho đến ngày hôm nay nữa. Người ta lo cái chuyện tu trì theo luật này, theo luật kia, theo giáo lý nọ, theo phương cách kia, để có thể giải thoát khỏi cái cuộc sống này, để mai sau mai ra thì sẽ được vào thiên đàng, được vào niết bàn hay vân vân. Thì người ta chú trọng tới luật mà không chú trọng tới cuộc sống. Đó là cái sai lầm của người ta. Cho nên nó dẫn đến cái việc người ta làm ác, dựa trên luật tôn giáo mà làm ác, là họ ngăn cấm người này, bắt lỗi người này vác nệm đi, trong khi anh ta vui mừng sung sướng quá chừng, 38 năm nay khổ, bây giờ được lành rồi vác dượng đi hí hửng vui vẻ thế này, mà người ta lại bắt tội. Thế là làm cho anh mất vui đi, và làm cho anh mất mặc cảm tội lỗi, làm cho anh khổ. Rồi người ta lại làm điều ác nữa là tìm cách bắt bớ Chúa. Chúa làm phước cho cái người bại này, mà người ta dựa trên luật để người ta nói rằng Chúa làm như vậy là Chúa làm sai, làm bậy, rồi bắt bớ Chúa Giê-xu. Đó là cái việc ác nữa người ta làm. Cho nên chú trọng đến luật sẽ khiến con người tàn nhẫn đối với nhau. Mà cái đó là cái sai với điều Chúa muốn. Chúa Giê-xu nói trong Mác đoạn 2 thế này: ngày Sa-bát được tạo nên vì loài người, chứ không phải loài người được tạo nên vì ngày Sa-bát. Đối với những người Do Thái, Giu-đa lúc bấy giờ, thầy tế lễ, các Pha-ri-si, thì luật là cái chính. Ngày giữ ngày luật ngày Sa-bát là chính. Nhưng mà Chúa Giê-xu nói cho họ biết, ngày Sa-bát là được lập lên vì loài người,
chứ không phải loài người được dựng nên để giữ ngày Sa-bát. Hai cái khác nhau, như con trâu trước cái cày và cái cày trước con trâu, khác nhau xa. Thì Chúa đã nhiều lần làm như vậy để sửa sai họ mà họ vẫn không thấy. Thì luật Đức Chúa Trời đặt ra không phải để con người tuân giữ và rồi làm khổ cho người, nhưng mà luật Đức Chúa Trời đặt ra là để cho con người tuân theo, để đem lại cái phước hạnh cho con người, chứ không phải là cái luật để làm cho con người hành xác của mình. Mười điều răn chúng ta thấy trong Kinh Thánh, tất cả những điều răn mà Đức Chúa Trời ban cho đó, thì Đức Chúa Trời đặt mười điều răn cho loài người. Để loài người tuân giữ mười điều răn đó thì người sẽ được phước, được hạnh phúc. Điều răn đó đặt ra để cho sự sống của con người, chứ không phải mười điều răn đó để đặt ra rồi đặt lên cái gánh nặng cho loài người, để rồi loài người phải ráng sức làm theo để cho vừa lòng Đức Chúa Trời. Hai cái nó khác nhau. Mà Chúa tạo nên lập ra ngày Sa-bát để cho con người. Lý do thế này: ngày Sa-bát là cái ngày, chữ Sa-bát là cái ngày nghỉ, và theo Kinh Thánh ghi lại chuyện sáng tạo thì Đức Chúa Trời sáng tạo trong 6 ngày, ngày thứ 7 Chúa nghỉ. Thì Chúa cũng muốn loài người chúng ta làm việc trong 6 ngày một tuần, rồi để một ngày nghỉ. Ngày nghỉ đó là ngày để chúng ta phục hồi sức khỏe, là để chúng ta bồi dưỡng, lo về phần tâm linh của mình nữa. Dù suốt 6 ngày chúng ta vất vả làm ăn, lo về phương diện thể xác, thì ngày thứ 7 cũng phải để cho một cái ngày nghỉ để chúng ta lo tâm linh của mình, bồi dưỡng lại, nghỉ ngơi để phục hồi sức của thể xác, thì chúng ta bồi dưỡng cho phần tâm linh của mình nữa. Thì cái đó là cái ích lợi cho chúng ta, chứ không phải Chúa lập ra ngày thứ 7 ngày là ngày nghỉ để ngày đó chúng ta thờ ông trời, còn không thì chúng ta không để ngày nghỉ để thờ ông trời thì ông phạt cho. Không, Chúa không cần chuyện đó. Chúng ta cần nghỉ để phục sức, chúng ta cần nghỉ để bồi dưỡng. Cho nên nó ngày Sa-bát được lập nên vì cớ loài người, để loài người được phục hồi, được khỏe lại. Chứ con người lo suốt tuần để vật vã kiếm ăn, làm việc đủ thứ mà không có nghỉ ngơi chi hết, thì con người chỉ làm cho mình chết sớm thôi. Vì thế mà chúng ta là con cái Chúa, chúng ta phải biết điều đó. Mục đích cái ngày nghỉ là để chúng ta phục hồi sức khỏe, chúng ta bồi dưỡng tâm linh cho mình. Suốt 6 ngày chúng ta lo phần đời rồi, còn phần đời đời chúng ta không có thì giờ lo, thì chúng ta để ngày thứ 7 lo chăm sóc nó, bồi dưỡng nó. Cho nên Chúa cho chúng ta sống, sinh chúng ta ra ở đời này
là muốn cho chúng ta sống tốt, sống khỏe, sống hạnh phúc, vui vẻ. Và chúng ta chỉ có thể sống được như thế khi chúng ta tuân giữ theo luật của Chúa. Chúng ta không sinh ra để tuân giữ luật, nhưng mà chúng ta tuân giữ luật để chúng ta được sống hạnh phúc, vui vẻ, khỏe mạnh, sung sướng. Cho nên ngày Sa-bát hay luật lệ Chúa đặt cho chúng ta là để chúng ta sống tốt, tốt cho cuộc sống chúng ta. Loài người chỉ biết vật chất trần gian này và không biết gì về tương lai hết. Cho nên con người nói về một phương diện, nói chỉ một điểm nhỏ thôi, tất cả mọi người đều sợ chết, giàu nghèo, quyền thế hay không có quyền thế, đàn ông đàn bà, tất cả mọi người đều sợ chết hết trơn. Tại vì cứ không biết nó tương lai nó làm sao, rồi thì người ta sợ chết. Nhưng mà rồi ai cũng phải đối diện với sự chết. Cho nên người ta sống đó, đầy đủ đó, dư dật đó, đủ thứ, nhưng mà người ta không có sự bình an, không có sự vui thỏa để sống. Người ta tìm du hí để giải khuây, rồi cũng trở lại với cái lo âu sợ sệt của mình. Nhưng mà nếu người ta đến với Chúa, biết Chúa và tuân giữ theo cái lời Chúa dạy, thì mình chẳng chỉ lo sợ trước sự chết hết đó. Tại vì sự chết là mình đã lo về phần tâm linh mình rồi, cho nên mình sẽ đi về với Chúa vui vẻ, sung sướng, bình an. Vì thế mà chúng ta có thể sống được ở thế gian này một cách tốt đẹp. Không có Chúa, không có sự sống đời đời, thì mình sẽ sống ở thế gian này tiền bạc đủ thứ đầy đủ, nhưng mà không bao giờ mình được thấy bình yên hạnh phúc hết đó. Cuộc sống mình vẫn đầy lo âu, tranh chấp, giành giật nhau, chém giết nhau, không có sự bình an. Cho nên Chúa muốn đặt ra luật là để cho chúng ta, Chúa không cần chúng ta tuân những luật đó, nhưng mà chúng ta cần phải tuân luật những luật đó để chúng ta được sống bình an, vui vẻ, có được cuộc sống của mình tốt. Đó là cái mà chúng ta cần phải biết. Cho nên đừng nghĩ rằng nếu tôi không đi nhà thờ cái là tôi phạm tội, tôi sợ cái chuyện đó, vì cớ tôi không tuân luật của Chúa. Không. Hay là đừng nghĩ rằng tôi đi nhà thờ rất là đều, bao nhiêu năm nay ngày nào tôi cũng đi hết, không vắng ngày nào hết trơn ấy, chắc là tôi sẽ được phước. Không. Cái đó cũng sai. Ngày Sa-bát, ngày nghỉ là để chúng ta thờ phượng Chúa, thì chính cái thờ phượng Chúa nó đem lại sự tươi mát cho đời sống của mình, để mình sống trong đời này. Chứ đừng sợ rằng tôi không đi nhà thờ cái là Chúa phạt sau này tôi xuống địa ngục. Không. Nhưng mà ngay khi chúng ta đang sống, chúng ta thờ phượng Chúa là chúng ta nuôi tâm linh của mình để chúng ta sống trong đời này một cách vui thỏa. Chúa dựng nên chúng ta, Chúa ban cho chúng ta luật để chúng ta sống trong đời này một cách
vui thỏa và kéo dài cuộc sống đó vào cõi đời đời. Cho nên chúng ta không thể bảo là đời sống này là cái gì đáng phải từ bỏ, tiêu diệt đi để chúng ta đi niết bàn. Cái đó là sai. Chúa dựng nên chúng ta để chúng ta sống đây. Mà nếu ở đây chúng ta không sống cho thật vui thỏa thì không có gì bảo đảm rằng chúng ta đi niết bàn hết trơn. Chúng ta đi địa ngục khổ thêm thôi. Nên Chúa muốn chúng ta sống ở đời này vui thỏa trong Chúa, bình an trong Chúa, phước hạnh trong Chúa, rồi chúng ta đi vào cõi đời đời trong sự bình an và phước hạnh. Vì thế cho nên chúng ta đừng lầm lẫn rằng luật đó chúng ta phải tuân theo như là một gánh nặng. Cũng đừng lầm lẫn rằng những luật lệ Chúa ban cho làm cho chúng ta khổ. Mà luật lệ Chúa ban cho là để chúng ta có được cuộc sống tốt ở đời này. Tôi nhận được một cái điện thoại của một người giấu tên, tôi hỏi tên gì, còn chỉ muốn nói với mục sư thôi. Trời, mục sư cũng chẳng cần biết còn nữa. Nhưng mà con khổ quá rồi, con chịu không nổi, cho nên con phải kêu mục sư, nhờ mục sư góp ý. Thì hỏi chuyện gì mà khổ quá vậy? Thế này, chuyện của con là thế này, con có chồng có con rồi, rồi con lại đi thương một cái anh cũng có vợ có con rồi. Bây giờ nếu mà mấy năm nay rồi, nhưng mà còn đáng lúc, bây giờ mà nếu lỡ chồng con mà biết được cái là ông giết thôi, ông giết rồi ông đi tù cũng được, ông giết. Mà con sợ cái đó. Hay là vợ của anh đó mà anh biết được cái là cũng bêu xấu khắp nơi, cho nên con sợ quá. Nhưng bây giờ làm sao một sư? Thì tôi mới chấm dứt tội đi cái là khỏe thôi. Tức là luật Chúa biểu là đừng có làm tội thì nó sẽ được bình yên vui vẻ. Mà đi lấy chồng của người khác, lấy vợ của người khác là cái điều tội. Thì người này nói, nhưng mà con không thể bỏ anh được. Thế, tức là muốn, ham muốn tội lỗi. Mà luật Chúa là đừng tham vợ người khác, đừng tham chồng người khác, điều răn thứ 10. Mà mình phạm vào rồi nó làm cho mình khổ, nói con khổ quá không biết làm sao vậy. Đấy, đòi cho đi lấy chồng người ta thì nó thỏa mãn về cái tình cảm, mà rồi lại khổ, sợ người ta giết, sợ tiếng tâm, đủ thứ. Luật Chúa bảo đừng có tham vợ người ta, đừng tham chồng người ta, để cho mình khỏi có khổ. Thế mà cứ tham để cho khổ. Mà luật của Chúa không bắt mình mang cái gông đó để làm mình khổ thêm, nhưng mà để giải quyết cái chuyện khổ cho mình. Con người tội lỗi, làm điều ác, điều xấu, nó đem lại cái khổ. Tuân theo luật Chúa thì mình sẽ được sống. Cho nên Chúa ban cho luật là để làm cho đời sống của mình được tốt. Mà mình không tuân theo luật Chúa là mình mang đến cái khổ cho mình, mình gây cái khổ cho mình. Cho nên ví dụ ngày nghỉ, ngày Chủ nhật chẳng hạn, thì mình nghĩ là nó đem lại cái tốt cho mình. Mà vì cái mình ham tiền nhiều quá, thế mình làm luôn 7 ngày một tuần thì nó chỉ đem lại cái khổ cho mình thôi.
Cái này một thời gian tôi gặp một người tín đồ nói, bây giờ là tôi thành phế nhân rồi, không làm gì được hết mọi người. Hỏi sao vậy? Nói vì lúc còn trẻ tôi ham làm quá, tôi làm luôn 7 ngày một tuần, tôi vác nặng để rồi kiếm tiền cho nhiều. Bây giờ ngồi chỗ. Hồi đó mà hồi trẻ mà nghe theo lời Chúa dạy, làm vừa phải thôi, rồi có thì giờ nghỉ ngơi và bồi dưỡng tâm linh của mình, thì đâu có bị bại sụi như vậy. Cho nên luật đó là cho mình ở đời này, chứ không phải vì cơ Chúa mà mình phải của Chúa muốn vì cơ Chúa mà mình Chúa đặt những luật đó cho mình đâu. Vì thế chúng ta nên nhớ, nên biết là Chúa ban luật để ích lợi cho chúng ta. Cho nên mong muốn rằng chúng ta hiểu được điều đó. Chúa vì sự sống của con người mà Chúa ban luật. Người ta vì luật mà bắt ép người khác, bắt ép của mình phải tuân theo. Nó chỉ đem cái khổ cho chính mình, cho loài người thôi. Chúa muốn chúng ta hạnh phúc, cho nên luật của Chúa cho là để chúng ta được hạnh phúc. Và nếu chúng ta muốn được hạnh phúc thật thì làm theo lời Chúa, chứ không phải làm theo lời Chúa chỉ để cho vừa lòng Đức Chúa Trời. Chỗ nào mình lén được thì mình quỵt được hay lén được, giấu được thì mình giấu. Không. Cái đó nó cho chúng ta hiện thời đang sống và cho chúng ta đời đời. Cho nên Chúa muốn chúng ta có được hạnh phúc cả đời này và đời sau, đời đời. Thì chúng ta phải tuân giữ lời Chúa. Thế thôi. Thì nguyện Chúa giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta đừng thấy lời Chúa là cái gì khổ, luật Chúa là cái gì khổ, nhưng mà luật Chúa là để cho chúng ta sống đúng và đem lại hạnh phúc, vui vẻ, bình an cho chúng ta. Thì nguyện Chúa ban phước cho tất cả chúng ta, để chúng ta bước đi theo lời của Ngài, để chính chúng ta được hạnh phúc bình an. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Xin mời quý hội thánh đứng dậy.